Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines úp mở chuyện mang thai lần 3. Là ngôi sao tài sắc vẹn toàn, tên tuổi của Marian Rivera có mức độ phủ sóng lớn ngoài phạm vi quốc gia. Bên cạnh khoản sắc phóc, người đẹp còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên nam tài tử Ding Dong Dantes và hai con nhỏ. Ở tuổi 39, mỹ nhân đẹp nhất Philippines khiến khán giả được dịp xôn xao khi úp mở chuyện mang thai lần 3. Tổ ấm của mỹ nhân đẹp nhất Philippines nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chuyện tình nàng tiên cá vừa cập nhật loạt khoảnh khắc đời thường, kèm theo dòng trạng thái gia đình mới sắp tới thôi. Trong khung ảnh đăng tải, người đẹp khiến dân tình càng nghi ngờ hơn khi dùng nhãn dán để che chắn vòng hai. Với những dấu hiệu trên, cộng đồng fan của Marian Rivera đã chắc nịch người đẹp đang mang thai lần 3 ở tuổi 39. Đông đảo khán giả để lại bình luận chúc mừng bà xã Ding Dong Dantes. Cô đăng tải hình ảnh che chắn vòng hai. Mỹ nhân 8X úp mở về chuyện có tin vui. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Đây không phải lần đầu người đẹp xứ sở nghìn đảo vướng tin đồn mang thai lần 3. Gần đây, mỹ nhân sinh năm 1984 lộ rõ vòng hai lùm xùm khi diện thiết kế váy lụa bó. Trong lệ thường, nữ diễn viên cũng lựa chọn những thiết kế thùng thình. Các góc chụp cận che chắn kỹ phần bụng của Marian Rivera cũng khiến công chúng càng nghi ngờ hơn cả. Cô lộ vòng hai lùm xùm trong thiết kế lụa ôm dáng. Mỹ nhân diện trang phục thùng thình che chắn vòng hai. Gương mặt người đẹp được nhận xét có phần đầy đặn, mũm mĩm hơn. Nói về chủ đề này, người đẹp từng chia sẻ, gia đình mình đều rất mong chờ sẽ có thêm thành viên mới. Cô tâm sự, đừng lo lắng khi điều đó xảy ra, tôi sẽ thông báo đến khán giả ngay lập tức. Nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa xảy ra, chúng tôi không thể biết khi nào điều tuyệt vời ấy sẽ xảy ra, nhưng tôi thực sự hy vọng có thêm một em bé cuối cùng. Sia và Sito đối với tôi đã rất trọn vẹn, nhưng nếu như may mắn có thêm thành viên thứ ba thì tại sao không? Cô từng vướng nghi vấn mang thai khi cùng chồng sang Israel chấm thi Miss Universe. Thời điểm này cô cũng lộ vòng hai tròn trịa. Mỹ nhân sinh năm 1984 khẳng định sẽ sớm thông báo nếu có tin vui. Sau 8 năm kết hôn, Marian Rivera và nam tài tử Ding Dong Dantes đã có với nhau hai mặt con. Cả hai nhóc tỳ đều có vẻ ngoài nổi bật và hiện là những ngôi sao nhí đắt sâu của làng giải trí Philippines. Người đẹp từng tiết lộ con gái mình có mức cát xê còn cao hơn cả mẹ. Tuy cho con gia nhập showbiz, song vợ chồng nữ diễn viên vẫn có quy tắc riêng trong việc giáo dục con cái. Bận rộn công việc, đôi uyên ương đều cố gắng dành thời gian bên cạnh và đồng hành cùng hai bé trong hành trình trưởng thành. Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã điển trai, tóm viên mãn của nữ diễn viên 8X. Hai nhóc tỳ nhà Marian Rivera là hot kid của VBiz. Nữ diễn viên thân thiết với con như những người bạn. Hiện người hâm mộ đều mong đợi người đẹp gốc Philippines sớm xác nhận thông tin. Bạn nhận xét như thế nào về chủ đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.